Đấy, đây là một cái kiểu lợp ngói mới bây giờ, là cái loại ngói ngói móc, ngói mũi hai nhưng mà lại vẫn có chân cài, lợp như ngói móc các bác nhá. Cái lợp này, cái lợp ngói này bây giờ thì nó là ra cái lợp ngói đời mới, thì bây giờ nó phát triển ra cái dòng này là các bác thợ lợp là chỉ có làm được một lần thôi, không có khái niệm là đảo ngói như ngày xưa bởi vì là nó không bị xô. Lợp thế này thì có điều là anh em phải tăng cường thêm cái lượt lito thôi, các bác nhìn này, cái lượt lito cài ngói này gần như đóng kín mái luôn. Thì cái viên ngói lợp đây, các bác nhìn, cái viên ngói lợp vẫn lợp như là ngói mũi hai bình thường, nhưng mà nó sẽ có cái lượt chân cài, không bao giờ phải đảo các bác đấy. Thì cái này nó sẽ tốn được cái công lợp thì nó không hết nhiều, nhưng mà nó sẽ tốn cái lượt mè, lượt lito này, các bác nhìn này. Đóng cực dày mái luôn. Thế này thì nó sẽ tăng độ mát mái. Ở dưới vẫn có ngói chiếu bình thường các bác nhé. Ở dưới là hôm qua là anh em thợ đã rải ngói chiếu lên và đóng cái lượt lito này để chậm lên lớp ngói chiếu. Nó sẽ có một cái khoảng chống nóng nữa, rất là tốt. Đấy, bây giờ anh em triển khai lợp cái kiểu này, cái kiểu đóng lito này. Các bác nhìn không? Mái phẳng đét luôn. Mái phẳng đét luôn. Và đóng lito cực kỳ dày luôn. Đấy. Cái viên ngói thì đây. Các bác nhìn. Cái viên ngói nó có cái chân cài như thế này thì nó sẽ cài trực tiếp vào cái lượt lito ở trên, thì sẽ không bao giờ là có cái chuyện là viên ngói nó bị tụt cả. Đấy, lượt lito cực kỳ dày. Ở dưới thì vẫn là có đệm ngói chiếu bình thường các bác nhá. Đấy, ở dưới là vẫn có đệm ngói chiếu bình thường. Đấy, ở dưới vẫn là ngói chiếu chữ thọ. Đấy, vẫn đúng kiểu, nói chung là vẫn đúng kiểu nhà cổ. Đấy. Nhưng mà nó mát các bạn. Đấy. Nó mát, kín mái, nó mát. Mấy lượt luôn. Đấy. Công trình lắp dựng ở Đa Tốn thì triển khai ngay cái loại ngói mới này. Triển khai ngay cái loại ngói đời mới này lợp lên. Đấy. Thứ nhất là vừa chống xô, chống trượt. Thứ hai là lại dễ làm, dễ lợp. Có điều mỗi một cái là sẽ phát sinh thêm cái phần gỗ. Phát sinh thêm cái phần lito. Cầu phong lito phải làm cực kỳ dày dặn hơn bình thường, gấp khoảng 8 lần. Đấy. Cái số lượng lito gấp khoảng 8 lần bình thường các bác nhé. Nhưng mà cái lito nó là cái gỗ nhỏ thì cũng không ngại các bác nhé. Đấy. Này đang lắp